Kính chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những thông tin chính sau đây. Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết tháng cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán 2019. Cụm thi đua khối cảnh sát ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019. Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô. Cuối chuyên mục là phóng sự công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đến Công an các huyện thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tháng cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo báo cáo, tháng 2 năm 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân và du khách vui Tết đón xuân. Trong tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 67 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 5 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng. Tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí so với tháng liền kề và thời gian cùng kỳ năm trước. Có được kết quả như vậy là nhờ lực lượng công an toàn tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm tín dụng đen. Với khí thế của đầu năm mới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, bám địa bàn, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng ngày càng vững mạnh toàn diện, đảm bảo vững chắc tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngày 1 tháng 3, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương, Công an tỉnh đã tham gia buổi nghe báo cáo thời sự trực tuyến do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Tại buổi báo cáo, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao trình bày về tình hình thời sự một số nước trong khu vực và thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm 2018, cũng như dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2019. Thông qua đó, các đồng chí lãnh đạo và báo cáo viên của các đơn vị đã nắm rõ các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại và cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực và thế giới. Cụm thi đua khối cảnh sát Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2019. Trong năm qua, các đơn vị trong cụm thi đua đã làm tốt công tác tập trung theo dõi, nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa xã hội. Năm 2019, với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, các đơn vị trong cụm thi đua khối cảnh sát tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các kế hoạch nghiệp vụ, giải pháp phù hợp, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tra cứu phục vụ cấp chứng minh nhân dân. Tại hội nghị, các đơn vị đã đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 và phấn đấu 80% đơn vị trong cụm đạt danh hiệu thi đua, trong đó ít nhất 5 đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, Đoàn cơ sở Công an thành phố Đà Lạt tổ chức giải bóng đá mini truyền thống. Tham dự giải có 7 đội bóng đến từ các đội nghiệp vụ và các phường thuộc Công an thành phố, với gần 80 vận động viên tham gia, được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết. Giải bóng đá Đoàn cơ sở Công an thành phố Đà Lạt đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa nội bộ, đơn vị, góp phần nâng cao phát triển phong trào thể dục thể thao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là một giải đấu để Đoàn cơ sở Công an thành phố Đà Lạt tuyển chọn vận động viên tham gia giải đấu của Đoàn Công an tỉnh tổ chức trong thời gian tới.
Vừa qua, tại tiểu khu 94 thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Nam, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã tổ chức thực tập chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019. Tình huống giả định được đặt ra tại buổi thực tập là phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy tiếp cận và thực hiện thao tác chữa cháy. Các lực lượng khác huy động tham gia chữa cháy. Sự tham gia của xe chữa cháy đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 và tình huống chữa cháy khi có người bị tai nạn. Buổi thực tập được tổ chức khá bài bản, khoa học, đảm bảo an toàn về người cũng như các thiết bị, phương tiện chữa cháy. Thông qua đợt thực tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân địa phương đối với công tác chữa cháy rừng, đồng thời các lực lượng bảo vệ rừng, nhân dân sinh sống và canh tác nương rẫy gần rừng nắm rõ trình tự của công tác phòng cháy chữa cháy để nhanh chóng khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy, không để cháy lớn xảy ra và xử lý các tình huống khi cháy lớn cần phải huy động nhân lực của các đơn vị giáp ranh trong tham gia chữa cháy rừng. Những ngày đầu năm 2019, tại phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, người dân đến đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tăng cao gấp 2 lần so với những tháng khác. Do đó, phòng Cảnh sát Giao thông phải bố trí cán bộ hướng dẫn chi tiết để không làm mất thời gian đi lại của người dân, cũng như việc giải quyết thủ tục được diễn ra nhanh chóng thuận lợi. Ngay từ sáng sớm, người dân đã tranh thủ đi đăng ký để kịp thời gian. Hầu hết các phương tiện đều được mua trước Tết nhưng chưa kịp đăng ký. Đây là thủ tục bắt buộc đối với chủ sở hữu phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sở hữu phương tiện. Tại tiểu khu 437 thuộc xã Bờ Lá, huyện Bảo Lâm, vừa xảy ra vụ cháy rừng thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam quản lý bảo vệ. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa lan mạnh tại khu rừng keo tái sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Nam. Nhận được tin báo, lực lượng bảo vệ rừng của công ty Trung Nam, Kiểm lâm, Công an, Dân quân và người dân cùng phối hợp chữa cháy. Tuy nhiên, do địa bàn đồi dốc, lớp thực bì dày, trời khô hanh và gió lớn nên đám cháy bùng phát dữ dội, bao trùm cả một khu vực rộng lớn nên đã gây thiệt hại nặng nề. Theo ghi nhận, ngoài diện tích rừng keo tái sinh tại tiểu khu 473, còn có khoảng 5.000 m² rừng thông có hàng trăm cây thông khoảng 20-35 năm tuổi cũng bị thiệt hại. Nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được cơ quan công an huyện Bảo Lâm phối hợp với Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra xác minh. Công an thành phố Đà Lạt vừa tạm giữ đối tượng Vũ Đức Khang sinh năm 1998, trú tại thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, nhận được tin báo của đồng chí Phan Đình Hạ, chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh về việc tối ngày 21 tháng 2, khi đồng chí Hạ đang trực gác cổng mục tiêu của phòng cảnh sát cơ động tại số 25 Lê Hồng Phong, phường 4 Đà Lạt, thì có một nam thanh niên đi xe mô tô hiệu Winner đến trước phòng trực chửi bới với việc bị bắt xe. Sau đó, nam thanh niên bỏ đi. Đến 21 giờ, nam thanh niên đó quay lại ném một chai nhựa bên trong đựng xăng có nhét vải ở miệng chai vào sân phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh. Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành điều tra, xác minh và tạm giữ đối tượng Khang. Tại cơ quan công an, Khang đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện đối tượng đã cho tại ngoại để tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an huyện Bảo Lâm vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng Đặng Xuân Thịnh sinh năm 1993 về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại đường Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, qua công tác tuần tra kiểm soát tổ liên lực lượng của công an huyện, phát hiện Thịnh điều khiển xe máy trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng cất giấu hai gói ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tiến hành trưng cầu giám định, lực lượng công an xác định hai gói tinh thể là ma túy, loại methamphetamine, khối lượng 5,1 gram. Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố Bảo Lộc, đang trên đường về thì bị bắt. Được biết, Thịnh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Bảo Lâm đang hoàn tất hồ sơ của vụ án. Công an huyện Bảo Lâm vừa tiếp nhận một vụ trộm táo tợn khi gia đình nạn nhân vừa dựng chiếc xe trước nhà thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi chiếc xe máy hiệu E-Center trong thời gian chưa đầy một phút. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình anh Huỳnh Đức Tài trú tại thôn 6 xã Lộc Nam huyện Bảo Lâm vừa đi chợ về và dựng xe trước sân không khóa cổ. Khoảng 10 phút sau thì phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất.
Sau đó anh Tài đã trích xuất camera của gia đình thì phát hiện kẻ gian là một nam thanh niên mặc áo khoác đen, quần jean, đi giày đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang ngang nhiên vào nhà trộm chiếc xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thời gian đối tượng đột nhập lấy đi một chiếc xe máy chỉ diễn ra trong tích tắc chưa đầy một phút. Hiện Công an huyện Bảo Lâm đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Qua sự việc, người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong việc khóa xe, dù là ở trước nhà, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội. Thưa các đồng chí và các bạn, thông qua công tác vận động tuyên truyền và các biện pháp nghiệp vụ, năm 2018, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện 12 vụ liên quan đến tàn trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua đó khởi tố 5 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp với số tiền 23 triệu đồng. Cùng với đó thu hồi 11 súng các loại, 68 đầu đạn, 254 viên đạn, 58 vỏ đạn cùng 195 dao lê mã tấu các loại. Để có được kết quả, bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Công an thành phố Đà Lạt còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nhân dân là nâng cao tinh thần, là trách nhiệm, rồi tố giác với lực lượng công an, đó là những đối tượng mà sử dụng vũ khí, hung khí rồi để gây án cũng như là sử dụng buôn bán đốt pháo trong cái dịp này. Và đối với những trường hợp mà có là nhân dân đã tích cực giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo thì chúng tôi cũng có cái biểu dương cái tinh thần, đồng thời cũng có cái đề xuất với ủy ban thành phố có cái khen thưởng kịp thời. Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Đà Lạt đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường các biện pháp quản lý. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quần chúng nhân dân. Vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan công an. Phát hiện và tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời yêu cầu các cá nhân, tổ chức, các dịch vụ vận tải, kinh doanh trên các tuyến đường dài, cơ sở phân phối, cửa hàng tạp hóa, cơ sở tập kết thu mua phế liệu, cam kết không thực hiện các hành vi trên. Vận động trong nhân dân liên quan đến các mặt công tác, trong đó có liên quan đến thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Thì trong năm 2018, chúng tôi đã tiến hành thu được 8 dao lê mã tấu các loại và 5 dao bấm và 6 nhị khúc và 7 mã tấu các loại và 3 bình xịt hơi cay loại nhỏ ở trong nhân dân. Công tác là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân có thể nói là tiến hành tương đối tốt và được nhân dân tham gia và có ý thức chấp hành. Cùng với đó, các đội nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt, Công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện các đối tượng tàn trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, điều tra cơ bản để kịp thời phát hiện các đối tượng mua bán, tàn trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm. Ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và đồng thời có cái cam kết cho cái đội ngũ lái xe khách đường dài tuyến Bắc Nam trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau cái việc tuyên truyền thì chúng tôi đã tổ chức kiểm tra, xử lý nhất là các cái phương tiện chở các cái vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong quá trình hoạt động kinh doanh thì đối riêng về các cái vận chuyển và tàn trữ các cái công cụ mà ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh cũng như nguy hiểm cho xã hội thì chúng tôi cũng nghiêm cấm anh em việc phục vụ khách. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà khách hàng họ giấu khi mà họ lên xe, thì khi mà lái xe như thế thì chúng tôi cũng hướng dẫn là lái xe phát hiện ra thì cũng liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để coi như là đưa những đối tượng này hoặc là
trình báo để coi như là giúp cho lực lượng chức năng chuyên môn để coi như là thu hồi hoặc là có những cái mà ngăn cản lại giúp cho hoạt động cũng như là an ninh trật tự của xã hội nó tốt hơn. Đợt phát động cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai còn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tuyên truyền, vận động, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.